Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ con số 0, nợ nần chồng chất, nhưng anh Nguyễn Mạnh Hà lại tạo dựng lại được cơ nghiệp của mình lên đến hàng tỷ đồng chỉ sau 3 năm. Anh cũng từng vinh dự lọt vào top 100 doanh nhân tiêu biểu Việt Nam năm 2013. Chuyện tôi kể ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Hà về con đường thành công của mình. Tôi được sinh ra trong một cái vùng quê rất là nghèo ở Yên Bái. Điều kiện gia đình cũng không có khá giả. Và đặc biệt là cái cảnh lam lũ xung quanh, những người dân họ có cuộc sống rất là khó khăn và gần như là không có người thành đạt. Nên là khi mà tôi được lớn lên, được cha mẹ có nói rằng là cố gắng học tập, thoát ly cái cảnh sống nghèo khó lam lũ như vậy. Hết cấp 3, cũng giống như bao nhiêu người khác thì tôi cũng đi thi đại học. Thì năm đầu tiên đi thi thì nhận được kết quả là bị trượt. Cái năm thứ hai thi thì sau đó nhận được kết quả lại trượt tiếp. Và 2 năm trượt rồi thì cha tôi mới hỏi là còn có thi nữa không? Tôi bảo tôi thi tiếp. Và khi đến năm thứ ba đi thi thì nhận được kết quả là vẫn tiếp tục trượt. Tôi vẫn quyết tâm để có thể lựa chọn một cái con đường cho mình, đó là con đường học hành. Và năm thứ tư thì đỗ 2 trường. Tôi là sinh viên của trường Đại học Lao động Xã hội. Tôi học một cái ngành rất là đặc biệt, ngành đặc thù là ngành công tác xã hội. Khi tôi làm đúng ngành công tác xã hội của mình thì giai đoạn đó thì cái mức lương của tôi nó rất là thấp. Và chính vì vậy mà tôi quyết định nghỉ việc. Tôi đã quyết định ra cùng với anh em thành lập công ty riêng. Và khi thành lập công ty riêng thì mình không có kiến thức, mình không có kinh nghiệm. Mình lại là một người mà không được học về kinh doanh. Thế là tất cả chúng tôi cùng chìm. Đấy mới là cái giai đoạn kinh khủng nhất của tôi. Vì là cùng thời điểm đó thì anh trai tôi ở quê cũng phá sản. Và thời điểm đó thì gia đình tôi nợ rất là nhiều tiền. Tôi không thể bấu víu vào gia đình. Các mối quan hệ thì đã vay mượn hết. Và thời điểm đó cũng là một thời điểm mà tôi không tìm thấy lối thoát. Tôi gửi 10 bộ hồ sơ khắp nơi. Và cứ gửi hồ sơ ở đâu thì người ta cũng từ chối. Câu đầu tiên người ta hỏi là học ngành gì. Và nếu là muốn làm nhân viên kinh doanh thì phải học Đại học Quản trị Kinh doanh. Còn ngành công tác xã hội như tôi họ chưa bao giờ nghe đến. Nên họ hoàn toàn là từ chối. Đi dọn nhà vệ sinh cho người ta, đi dọn nhà cho người ta để kiếm 10.000, 20.000 đồng một giờ. Và những người nào tốt hơn người ta sẽ thưởng thêm cho 10.000. Và tôi nghĩ là cái cách như vậy cũng chưa phải là một cách đúng. Và sau đó thì tôi đã quyết định là đi cùng với những người bạn của tôi và làm về trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tôi vẫn kiên trì theo đuổi như vậy. Trong cùng cái giai đoạn này thì là vừa tích lũy lại tài chính, vừa tích lũy kinh nghiệm và gây dựng lại công ty của mình. Công ty dần dần phát triển và sau đó thì tôi cũng đã có được những cái thành quả về tài chính. Chỉ sau hơn 2 năm thì tôi cũng đã mua được xe hơi, tôi cũng đã có được bất động sản ở Hà Nội và tôi có một cuộc sống được những người xung quanh tôn trọng. Hiện nay thì cuộc sống của tôi đang trở nên rất là tuyệt vời và hạnh phúc.